kế xoàn Unisex có bảng nha. Bảng trên á là có 3 hàng xoàn, và bảng bên hông là có tất cả là 4 hàng xoàn, và đặc biệt là nó truy đi, bảng trên là nó truy đi 3 mặt. Mặt tiền á thì 3 hàng xoàn, rồi bên hông 2 hàng xoàn, đó là 5 ha. Rồi vô vấn đề chi tiết nha. Trọng lượng 8,26 gram vàng, tất cả là vàng Italia 750. Thông báo nha, vàng hôm nay giá cao lắm nha khách yêu. Rồi ổ chủ của nó là gồm tất cả là 5 viên hộp xoàn 3.6, có giấy giám định quốc tế GIA, tất cả là từ nước G và nước F, là 2 viên nước G, 3 viên nước F. Phần còn lại là 14 viên hộp xoàn 2.3 đến 2.5 nha, 14 viên 2.3 2.5 và 58 viên hộp xoàn từ 1.3 đến 1.5. Giá của cái vỏ xoàn này là 43.500.000, còn hộp xoàn thì 3.6 hôm nay là 8.000.000 một viên, có giấy giám định quốc tế GIA, thì nhân lên 8.000.000, khách nhân lên cho 5 viên, cộng thêm cái vỏ là ra được cái số tiền. Ngoài ra khách muốn lên hộp xoàn 3.9 cho cái ổ chủ này vẫn được. 3.9 hôm nay là có giá là có giấy BNG và GIA thì rơi vào khoảng là 10.800.000 đến 11.000.000, 12.000.000 một viên tùy nha. Mua hàng vui lòng gọi 0907 46 31 31, bên mình không bán hàng online với mọi hình thức. Còn mà muốn gặp trực tiếp em thì vui lòng đặt lịch em trước nha. Khách cứ tới shop đi, coi được cái mẫu nào vừa ý thì mua. Rồi cảm ơn, nhớ subscribe để theo dõi những video của em đăng lên.